Chào mọi người, mình là Dũng. Thì sau đây mình xin phép được chia sẻ về cảm nhận của mình trong về 5 mô đun vừa rồi mà chúng ta đã học trong khóa học. Thì trước đây khi tham gia khóa học thì mình cũng chưa tìm hiểu về chương trình cũng như các khóa học. Thì đa phần những kiến thức mà chúng ta học thì mình cảm thấy khá là mới lạ và ấn tượng bởi mô hình của chương trình. Thì trước hết là mô hình thứ nhất về DISC giúp chúng ta hiểu mình thấu ta, hiểu mình thấu người, biết địch biết ta trong trận đang thắng. Thì mô hình DISC không những giúp chúng ta hiểu thấu về bản thân, giúp khai phá tiềm năng mà chúng ta không biết, hơn hết thì nó còn giúp chúng ta trong việc nắm bắt người khác, giúp chúng ta trong công việc và cũng như là học tập. Mô hình thứ hai đặc biệt thì mình thích thú bởi cách xây dựng bản đồ sự nghiệp, bao gồm cách lập bảng vision board giúp chúng ta có thể giúp chúng ta hiểu rõ về những mục tiêu mà chúng ta đặt ra và cần đạt được. Cách viết mục tiêu theo nguyên tắc SMART và đặc biệt là đừng cong quên giúp chúng ta giúp cải thiện phần lớn các vấn đề học tập cũng như các vấn đề chúng ta cần phải ghi nhớ. Có một mô hình mà mình cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi mình chưa từng đọc tới, đó là mô hình thứ ba, luôn duy trì sự tích cực. Mô hình này giúp cho mình có thể cân bằng cảm xúc, luôn giữ vững trạng thái tích cực, loại bỏ những cái điều tiêu cực và có nguyên tắc mô hình 4N1B nghĩ, nhìn, nghe, nói những điều tích cực và đặc biệt là B là biết ơn. Mô hình này giúp chúng ta luôn làm việc cũng như là suy nghĩ tích cực và như các bạn biết thì tích cực thì nó sẽ luôn ảnh hưởng đến cái kết quả mà chúng ta có thể đạt được. Và cách biết ơn cũng khiến cho chúng ta cảm thấy như là duy trì sự tích cực. Hơn hết thì ngoài những cái điều đấy thì mình thấy một cái bài học mà vô cùng đáng giá, đó là bài học về sự kiên trì mà anh Việt đã nói. Có một câu anh Việt nói mà mình cảm thấy vô cùng tâm đắc, đó là trên con đường của sự thành công thì chỉ có lối chân của những người kiên trì. Thì chúng ta hãy cứ đi thì cuối con đường sẽ là thành quả mà chúng ta xứng đáng đạt được. Còn nếu mà chúng ta cứ đi rồi mà vẫn chưa đạt được thì có nghĩa là bề trên vẫn chưa muốn chúng ta đạt được những cái điều nhỏ nhoi, muốn chúng ta không thành công quá bé. Mô hình thứ tư và thứ năm giúp mình tìm được cách quản lý thời gian sao cho hiệu quả, bởi thời gian của mình thì luôn bị giải rác. Giải rác lãng phí xuyên suốt một ngày, thì nhờ đó mà sao cho mình có thể kiếp được một khoảng thời gian lớn và cho những cái việc khác. Theo như anh Việt nói thì những cái thời gian giải rác đấy theo cấp số ngũ, nó sẽ tăng lên theo cấp số ngũ theo từ nhiều năm. Thì trong 10 năm thì cái thời gian đấy nó có thể lên đến 1 năm cái thời gian lãng phí của mình. Ấn tượng và bổ ích nhất trong bài học mô hình thứ 5 có lẽ là những lời chia sẻ của cô Trang, một người vô cùng thành đạt trong nhiều lĩnh vực
và còn giúp mình học tập học thêm được nhiều điều có lợi như cách nắm bắt những cơ hội. Cách nắm bắt những cơ hội, bởi theo câu nói thì mỗi người đều có, người nào cũng có những cơ hội như nhau, khác nhau ở chỗ là người nào sẽ nắm bắt được những cơ hội. Ngoài ra thì cô còn nói thêm về những bí quyết thành công và cách kiếm tiền khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng là những kiến thức thật sự thiết thực và cần phải chú trọng nghiêm túc. Thì đây là những chia sẻ của mình về 5 module. Nếu các bạn, mong các bạn có thể giúp mình bổ sung cũng như là sửa những cái sai sót. Xin cảm ơn.